đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 22 tháng 9 năm 2020 do công ty chứng khoán Zonta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay, thị trường tiếp tục mở rộng đà tăng ngắn hạn, cổ phiếu khuyến nghị ACB. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Các chỉ số phố Wall thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Phố Wall nối tiếp đà giảm mạnh vào đầu phiên khi tâm lý lo ngại về chậm trễ của chính sách tài khoá và tiền tệ mới nhằm kích thích nền kinh tế chống đại dịch COVID-19. Đồng thời, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh do các bê bối rửa tiền khiến Dow Jones giảm mạnh, nhưng chỉ số này cũng đã thu hẹp còn âm 1.8%. Chỉ số Nasdaq là chỉ số giảm thấp nhất trong phiên 21 tháng 9 năm 2020 và đóng cửa giảm 0.1%. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức giảm. Về diễn biến các quỹ ETF, quỹ M1 VFV10 hút ròng 28 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.82%. Quỹ FOEVFVND hút ròng 2,6 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.12%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại quay trở lại mua ròng 109 tỷ. Nhóm lát cát được khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh, nổi bật nhất là cổ phiếu PLX, VNM, VRE. Ở chiều bán ròng, khối ngoại vẫn chủ yếu bán ròng VHM và bán thỏa thuận cổ phiếu MBB. Điều đáng chú ý là khối tự doanh cũng gia tăng mua ròng 200 tỷ và phần lớn chủ yếu tập trung ở Vinamilk, Techcombank, MB Bank. Cổ phiếu hôm nay, ACB. ACB công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.895 tỷ đồng, giảm 1.1% so với cùng kỳ, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do chi phí dự phòng tăng mạnh khi ngân hàng trích lập các khoản vay liên ngân hàng. Thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 3.112 tỷ đồng, tăng 7.2% so với cùng kỳ, khi tín dụng tăng trưởng 5.6%, chủ yếu là tăng trưởng cho vay nhóm khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Niêm giảm nhẹ xuống mức 3.56%, chủ yếu do lợi suất gộp bình quân giảm. Thu nhập ngoài lãi đạt 990 tỷ đồng, giảm 5.3% so với cùng kỳ. Do thay đổi chính sách kế toán, hoạt động đầu tư trái phiếu của ACB ghi nhận 313 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.68%, tăng nhẹ 0.02% so với quý trước. Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế của ACB tăng trưởng 5.2% so với cùng kỳ, đạt 7.907 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá cao ACB khi ngân hàng là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất trong hệ thống với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.68%, mức thấp nhất trong ngành. Tỷ lệ an toàn vốn kẹt ở mức 11% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 144%. Bên cạnh đó, ACB cũng chưa ký thỏa thuận độc quyền phân phối bảo hiểm và chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ đạt thỏa thuận trong năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Thỏa thuận này có thể sẽ giúp cho ACB ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến khoảng 2-3 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng cũng có kế hoạch chuyển sàn sang HAL trong thời gian cuối năm sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Việc chuyển niêm yết sang sàn HAL sẽ giúp cho ACB có cơ hội lọt vào các đội chỉ số như VN30, VN Diamond, VN Finlit. Ở mức hiện tại, ACB đang được giao dịch với PB dự phóng là 1.3x, thấp hơn mức PB dự phóng trung bình ngành là 1.6x. cho thấy mức định giá vẫn còn hấp dẫn. Mức top rating của ACB ở mức 87 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của ACB đạt mức cao nhất 52 tuần và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, cho nên xu hướng tăng ngắn hạn vẫn có thể mở rộng về các mức cao hơn. Đồng thời, đồ thị giá đang sóng tăng trưởng mạnh mẽ ở ngắn hạn, kỳ vọng 25.36. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét tiếp tục nắm giữ hoặc gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ACB và mua mới ở các nhịp điều chỉnh. Về quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng chỉ số VN Index có thể tiếp tục đà tăng và hướng về mức 910 điểm. Việc xuất hiện các khoảng trống tăng giá càng củng cố đà tăng ngắn hạn vẫn duy trì, nhưng chỉ số VN Index vẫn có khả năng kiểm định lại vùng 902-905 điểm. Khoảng trống tăng giá được hình thành trong phiên ngày 21 tháng 9 năm 2020. Nếu chỉ số VN Index điều chỉnh trong nhịp kế tiếp, đồng thời chúng tôi đánh giá rủi ro điều chỉnh của thị trường ở mức thấp khi dòng tiền đang dịch chuyển mạnh vào nhóm large cap và mid cap. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn của thị trường chung, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới hoặc gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo tín hiệu mua bán tại trang web gsdata.zonta.com.vn. Giờ đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất.
Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 23 tháng 9 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!